Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2 Faction The Empire. Mình là Total War Tuyên Quang. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Hoàng đế của chúng ta. Và ở tập trước ấy thì mình đã đang bắt đầu tiến xuống phía nam rồi. Các cánh quân của mình, cánh quân phía tây ngoài cung này đã chiếm đến hết toàn bộ bán đảo, vùng bán đảo này rồi. Cánh quân này thì mình đang triển khai, nhưng mà trận tập trước thì kết thúc bằng một trận đánh khá là vất vả. Có lẽ thì mình sẽ mình không biết có nên đánh nữa nhỉ. Đánh một trận nữa thì cũng được đấy chứ nhỉ. Có thể mình sẽ đánh thêm một trận nữa với thằng này để dẹp yên cái lũ phản loạn này. Nếu không thì tập sau mình rất vất vả. Mình nghĩ là không lên, bởi vì là nếu không thằng này nó kéo ra là mình cũng gặp lắm khối. Có thể mình sẽ rút về đây một chút đã. Đánh nhau ma cà rầm này không đáng vội được. Và có thể mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa, bởi vì cái lượng tiền mình nhận được mỗi lượt bây giờ nó cũng tương đối rồi. Mình sẽ đảo qua một chút tình hình cho cái lực lượng của mình. Lực lượng ở phía bên này thì hiện tại thì mình đang dùng chính sách ngoại giao để điều khiển cái thằng thằng Mother of the Druki. Đáp ép này. Chosen of Hecate. Nó tham chiến ở một loạt ở trên này, nó có rất nhiều quân đoàn mà nó có dùng gì đâu. Cho xuống dưới này. Quân đoàn này quá ngon luôn này. Đoàn Gip War. Rồng. Rồng mới rắn. Chúng ta sẽ tấn công vào khu vực này. Điều động các quân đoàn này của nó xuống. Nó rất nhiều các quân đoàn xịn, chúng ta sẽ điều động nó xuống đây. Tương tự thế. Cứ từ từ đánh gọn từng khu vực một. Con tàu ma. Con tàu ma này nếu đánh trên biển thì nó chả sợ cái thằng nào cả. Nó thực sự nếu đánh nó phun quân thì nó cân được hết tất cả các quân đoàn. Chả không cần biết đấy là quân của bạn là gì, bởi vì đơn giản nó là lính hải quân rồi. Đấy. Nói chung tình hình thì đến đây là tạm ổn rồi. Có lẽ cái khu vực châu Mỹ này mình sẽ nhờ thằng đã ép nó giải quyết. Còn có khu vực bên này thì mình chỉ còn vài thành nữa thôi. Help it thì mình sẽ có thể khôi phục bất kỳ lúc nào. Đây, Karak và Black Rock thì mình sẽ đánh ngay lượt này là mình sẽ chiếm được cái thành này. Karak P thì ngay bên dưới. Và Nagarod, Haswad thì sắp sẵn, chuẩn bị kiểm tra, triển khai được rồi. Kremi thì ở đây. Line, đây. Chúng ta sẽ không quá mất nhiều thời gian đâu. Thôi, tạm thời có lẽ là không có việc gì để làm này. Mình sẽ qua lượt ạ. Qua lượt. Nói chung thì cái lãnh thổ mình đã kiểm soát được tương đối rồi nên là cũng không có gì là ghê gớm phải lo lắng lắm. Về căn bản thì mình sẽ đốt cho nó nhanh. Tốt rồi, nó quyết định đánh mình trước. Rất may là mình đã chơi trò rút lui. Nó có quả quân tiếp viện này. Thằng này rất nguy hiểm đấy các bạn ạ. Thằng này tuy nó không phải là tướng cận chiến, nhưng nó có một cái đặc điểm là nó hút máu rất ghê gớm. Nếu mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta sẽ thương vong nặng nề. Nó là tướng thiên về rút máu. Trận này thì có lẽ mình sẽ phải đánh phủ đầu trước. Nói chung làm như thế nào đó để mình phải xử lý được tương đối cái bọn này. Để chiếm được cái vùng này, nốt toàn bộ cái bán đảo này. Sau đó để dồn lực lượng đốt cháy toàn bộ khu vực châu Phi. Để lại duy nhất hai cái thành mà chúng ta cần phải làm nhiệm vụ. Còn
Nhánh bên kia thì có hai quân đoàn, đó là Gel và một cái quân đoàn mình đang bổ sung thêm quân trong vòng 4 lượt, vài lượt nữa là có thể về căn bản là xong cái khu vực bên này. Chúng ta chiếm đóng thì sẽ mất thời gian chứ chúng ta đốt phá thì cũng nhanh thôi. Chính xác thì chúng ta sẽ vừa chiếm vừa cướp để cho nó nổi loạn rồi nó tự đốt. Chúng ta cũng không không đốt ngay. Đấy. Chỗ này thì chiến thuật của chúng ta thì khá là đơn giản. Nếu không nói muốn nói là easy. Chúng ta cứ dàn quân sẵn là chờ chúng nó đến. Tất nhiên là trận này thì mình sẽ không chờ nó đến tận nơi đâu mà mình sẽ xông lên mình sẽ tẩn nó trước, bởi vì cái thằng hút máu đấy mà nó tiến đến gần thì các bạn sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy. Chỗ này mình sẽ cho cái đội này nó lên nó tấn công trước. Và tướng của mình, cái con này các bạn xem bộ phim World War Cup bạn thấy thấy rồi đúng không? Vâng, nó là con Griffin. Nửa đại bàng, nửa sư tử. Chúng nó không tấn công à? Bọn này tuổi gì? Mấy con rơi này dũng như sung chứ mà. Đánh nhau làm sao được? Chúng nó đang tập trung quân đây. Cho nó phát lốc. Rồi, chúng ta đã xử lý xong một đội rơi. Cái đấy đấy. À, rơi thì cứ dụng thôi. Thằng tướng của nó đâu nhỉ? Đi đằng sau đây à? Ờ, à, mấy con rơi này đâu hết rồi? Khử chúng nó. Trận này nó không có rồng, mấy con rơi thì không ăn thua. Xử lý trong phút mốt luôn. À, chúng ta lại còn có lợi thế bắn ở trên sườn dốc xuống à. Vậy thì nó dẹo rồi. Blood này, Blood này này, e là Blood này cũng chẳng đến được, hoặc có đến thì cũng chết.
Rồi. Diệt cái xe này của nó đã. Mình e rằng là các bạn sẽ không thể thoát được đâu. Tấn công kỵ binh mình từ đằng sau kìa. Được. Đám kỵ binh này giỏi. Chết trong nháy mắt mà. Warrior priest at speed. Yes sir, quickly. Sigmar's blessing upon this. Whoa! What do you bid? What then? Ready. We are Sigmar's heirs. Cannons fire. Bình tĩnh, đừng có bắn vào lính. Quay ra đây. Tất cả lính dồn lại, lùi lại đây. Tướng nó đâu? Chết trong phút một. Ây chà. Sao để nó tấn công? Thằng vai hút lọt tét này. Máu đấy nhỉ. Trưởng đâu rồi? Chúng nó đang tập trung quân đông này. Quẩy cho nó phát. Thằng tướng của nó à? Ăn tướng nó đi em ơi. À, ăn cái xe đi. Ăn cái này cho anh. Nó tuổi gì? Đợi xuống rồi. Ăn con thằng tướng nha anh. Zombie không cần. Bọn này ăn thua gì? Điều nó chết rồi. Điều chết thì nó dẹo nhưng à đâu, nó chết đâu. Một thằng tướng chết nhưng còn thằng này chưa chết.
xe tăng này mình chạy đây. Để tướng của mình giải quyết. Mày này. Cỗ xe của thằng chết này. Cỗ xe của thằng chết này. Mày chỉ bắt nạt được xe tăng của anh thôi. Bạn có thể thấy không? Thằng này nó búp rất kinh, nó rút máu chúng ta rất ghê gớm. Nhưng mà nó vẫn dẹo thôi. Quân đoàn này của tướng cấp 41. Nếu mà là cấp thấp hơn thì có lẽ đã dẹo từ lâu rồi. Không chống được bởi vì thằng tướng của mình nó đam cầm một cái kiếm rất là mạnh. Nó có búp đam xuyên giáp và sát thương của vũ khí rất là cao. Thằng pháp sư nó chỉ giật có một phát trưởng lốc thôi mà nó chết 174 thằng. Nó có một cái bản này, nó có một cái độ kiểu khắc chế rất là hay. Ma cà rồng thì bóp bọn Beastmen rất đơn giản, và cái chiêu rút máu thì bọn Beastmen thực sự rất khó để ăn được, trong khi thì Beastmen có thể bóp bọn Empire rất dễ, cho bò nó hút cho một lúc thì tan tác. Nhưng trong khi đó thì Empire lại có thể trị được ma cà rồng với cái đội hình cầm súng rất đơn giản, những cái lính gác thành rất cùi thì mình vẫn có thể chống được các quân đoàn rất mạnh của ma cà rồng. Nó có theo cái nguyên tắc búa kéo bao khá là hay, thế nên là không có faction nào là mạnh tuyệt đối cả, luôn có sự khắc chế đến nhau như vậy. Các bạn có thể thấy là có những trận thủ thành của Empire của mình thực sự đó, nếu mà nhìn vào tương quan lực lượng thì chúng ta chẳng có cơ hội gì để chiến thắng cả, nhưng mà chúng ta vẫn thắng bình thường. Rồi. Dù là chiến thắng kiểu gì cũng được. Mình có tiền đấy. Nó chả có quân nữa để mà đánh mình nữa. Sau trận này thì mình sẽ chiếm hết cái vùng đấy của nó. Chiếm lốt cái vùng bán đảo này. Kiểm soát toàn bộ vùng bên đó. Còn lại sẽ có hai quân đoàn đánh dọc xuống phía nam. Đốt toàn bộ cái khu vực mà thuộc ở cái đất của bọn Orc cởi chân đấy. Sau đó mình sẽ tiến xuống châu Phi. Thằng có một sự ngu dốt không hề nhẹ khi nó dám tấn công mình. Nó nghĩ thế nào mà nó lại dám tấn công mình nhỉ? Ba con rồng, mấy con rơi, khá nhiều kỵ binh. Đánh auto thì cũng được nhưng mà mình thì không thích đánh auto. Đánh auto là khá nguy hiểm. Bọn ma cà rồng này nó có cái chiêu gọi quân, gọi dậy những cái linh hồn đã chết để tiếp tục tham gia vào trận chiến, khiến nó có thể farm quân rất nhanh. Ngay lượt trước chúng nó không còn một đơn vị quân nào thì lượt sau đó có thể phun tách luôn được. Mà toàn quân xịn chứ.
Sao nó lại tiếp viện đằng sau lưng mình này? Thế là không được đâu. Tiếp viện thì phải ra đằng trước chứ sao lại chạy ra đằng sau? Chơi mình à? Thế thì không được, chúng ta phải dàn quân kiểu khác. The Empire endures! By Ulrich's wrath, show us the foe! Thế chúng ta phải dàn quân kiểu khác. Nhưng thằng tướng này tướng cùi, mình chắc cũng không ngại lắm. Trong cái bản Warhammer này thì tướng nó quyết định khá lớn đến chất lượng của quân đoàn. Bởi vì nó sẽ búp rất mạnh cho quân. Và kể cả một quân đoàn nó cùi cùi mấy chăng nữa nhưng mà nó có tướng xịn thì nó vẫn rất ghê gớm. Nếu mình không nhầm, quân tiếp viện nó là ở đây. Mình nghĩ là mình sẽ phải tiêu diệt bọn đấy trước. À, có thể là mình sẽ đánh những con rơi hoặc là những con gì bay bay của nó thôi. Bộ binh của nó thì không phải vấn đề. Nói chung là vậy. I am master of Shamon. Rồi, đám rơi này chúng ta cứ giải quyết lần lượt. Thịt lỗ rơi đi các em ạ, thịt rơi. Các cái đòn bóng tối này thì nó không tác gây đam cao lắm so cho với những cái quân đơn vị bóng tối nhỉ. Nhưng nếu như đánh bởi các đơn vị ánh sáng là sẽ mất rất nhiều quân. Rồi, mình đã xử lý xong đội rơi của nó rồi. Có lẽ mình sẽ nên xử lý đội rồng rắn. Còn một đội rơi à? Vẫn còn rơi. Mấy đấy. Sử ngay mấy con ngựa này. Nó cứ lẩn vẩn đây là nguy hiểm lắm. Này. Bọn này đam cũng bình thường. Ôi chết 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 mấy thằng pháo. Mẹ bắn linh tinh quá đấy. Giết ngay chuyên lỗ. Nó có cái chiêu tự tay bóp bóp. Bình tĩnh. Đâu còn có đó. Bộ binh của chúng nó thì không thành vấn đề. See to it.
Hang Tanner. Ra giải quyết đám này giúp tí nào. Nó đang nát dần. Quân của nó nát. Thôi mấy anh Hellstorm dừng lại cho anh. Tại sao nó lại nghĩ ra ý tưởng tấn công mình nhỉ? Hay nó định nghĩ là tấn công trước để phủ đầu? Quân thì cũng đông đấy. Lại được tí tiền, ngọt quá. Lại đến thằng 2F. Nào, để xem anh 2F thế nào. Welcome in my court. Yet here you are. Hòa bình là chính vì cái thằng chuột này mà mình chiến tranh với cả thế giới này. Sẽ không có chuyện hòa bình như mày. Tội của mày quá lớn để có thể hòa bình. Rồi, chúng ta có khá nhiều tiền. Phòng thủ trước Hellman God, chúng ta được tấn công độc à? À, tốt rồi. Thôi quá. Giảm melee attack của lính bay. Giảm phí xây dựng và tăng tiền từ các vùng. Hôm nay xem nào. Cộng vào đây 21 à. Cộng lốt vào máu. What does the emperor bid? Do not mock. Chà, thay bằng tướng xịn ghê nhỉ. Show me the accused. Report. Cho nó khỏi chạy. Thấy chưa? Nó còn một đống quân đoàn đây. Một trận đánh lại còn vất vả. Quân đoàn của mình cũng đang thương vong. Nhưng mà... 4 đội kỵ. Không có rồng. Chỉ có mấy con... Có một con rồng là tướng thôi. Sợ thế. Trận này cho thằng pháp sư ánh sáng ở nhà để giết quân, còn đám còn lại đi tấn công thằng tướng của nó là xong. Kiếm chỗ nào bằng phẳng xíu. Ở đây à? Cũng được. Ready. Triển khai. Ulrich's wrath! What do you bid?
are Sigmar's heirs! Hellstorm rocket battery! Show us the foe! Ready! By Ulrich's rock! Warrior priest! By Ulrich's rock! At speed! Chà! Ây da, một loạt đạn mà cũng khơ khớ nhỉ? Ây da! Mấy con rơi điên này. Giết được nó. Thăng đam lửa và đam magic này. Tăng kháng phép luôn. Cản tướng của nó. Quyết không cho nó chạy. Nó sắp dẹo rồi. Mày cho nó cái đam lửa, cho nó chết nhanh. Tập trung quân đông ở đây à? Tướng nó dẹo rồi. Rồi xử lý. Có phải trưởng ánh sáng này chúng nó chết nhanh như không? Mất rồi, dính phát trưởng mất leadership cũng ầm luôn. Tướng nó chết rồi, quân chỉ là một đám bù nhìn mà thôi. Tự chết thần. Bọn này tự chết thôi mà. Cỗ xe của thần chết à? Cỗ xe của thần chết thì cũng chết. The power of life is
thằng zombie để sống lại đấy. Mấy thằng zombie. Mấy thằng zombie sống dài nhỉ? Rồi. Này thì chúa tể này. Cứ giết chết thằng tướng là xong ngay, có gì đâu. Đó, thằng pháp sư nó giật mấy phát trưởng mà hai phát nhỉ? Hai phát lốc mà chết hơn gần 300 thằng. Trưởng ánh sáng là bọn ma cà rồng rất sợ, sợ hơn là pha trưởng lửa. We march. Nói chung thì ma quỷ sợ lửa là đúng rồi. Yes, my lord. By the comet. Hết lượt chúng ta lại hồi được một xíu máu. No. I refuse. Thay này của nó thì không có quân. Mình nghĩ là mình có thể giải quyết được bọn này. Lại thêm một cái bùa lửa nữa. What? It is war. Như thế này cho an toàn. Ôi. Đánh auto thì rất vớ vẩn đấy. Quân thì chẳng có gì mà lại chết. Mất một thằng kiếm. À thằng bắn súng. Thành thôi được, thằng bắn súng thì đơn giản thôi, mua ở đây cũng được thì phải. Đây còn không mua được cơ. Xuống dưới này mua. Không sao. À. Nếu không nhầm mình còn thằng hết thằng này. Đây rồi. Thằng này thì mình sẽ tuyệt ở lượt sau. Mình sẽ diệt nó ở lượt sau. Nó không thể chạy được. Nó bị cầm chân rồi. The nation calls. I will stop. Quá chết đó luôn. They will be judged. Show me the accused. Rồi. It is time. Khỏi di chuyển luôn. Thành này thì chúng ta sẽ chiếm cái vùng này, toàn bộ bằng bán đảo này, thành này nữa. Vùng này thì mình đang bắt đầu phát triển nên là chưa đi được. Nâng cấp cái vùng này lên đã. Để có thể tuyển các loại quân ở đây. Xem thêm cái nhà lính ở đây nữa là được. Quân đoàn này 3 lượt nữa. Kinh tật. By the comet. Thật anti-lag này. Mày mua quân làm sao được? Ồ, được cái kiếm ngon quá nhỉ. Được cái kiếm tăng damage như vậy thì rất ngon đấy. Thằng này trưởng bóng tối thì cũng không hiệu quả lắm. Để là trưởng ánh sáng à. Trưởng ánh sáng nhiều to tự. Giờ chúng ta đã kiểm tra soát được Rarak. Có lính có tiền. Hết tiền rồi. Quân đoàn này thì tự sát đi. Có mấy thằng quân cối nữa làm ăn gì. Rồi. Xem cái khu vực bên này xem nào. Cái thằng đang ép nó làm đúng việc mình chưa yêu cầu chưa. Sorceress of the Dark Convent. Đánh vào đây đi em ơi. Đúng rồi, con tò ma. Cái bọn cứ lởn vởn trên biển này.
thử cho nó đi. Đúng rồi, bọn chúng nó đang xuống rồi. Giải quyết nhanh khu vực này, phát lại êm ngay. Nó tập trung ở đây nhiều quân đoàn thế. Absurd. No. Ludicrous. Misguided. Toàn tướng sĩ ở đây đấy. No. No, cái gì mà no? Có cái gì mà phải lâu? Rồi. Show me the accused. Chúng ta không lên leo lên bờ thì gián điệp của nó tấn công được. Nhưng chúng ta đứng ở dưới biển này thì nó không tấn công được. À, các bạn ấy đang có cái động thái là điều quân đi rồi. Ừ. Rồi, và rất ngu đòn khi mà đánh nhau với hạm đội. Bởi vì đơn giản là đánh auto mấy hạm đội full tách thì không bao giờ có một quân đoàn bộ binh nào có thể thắng được. Nếu như tác chiến dưới biển. Trừ 5 tốc độ di chuyển, chúng ta cứ ngồi nhà nhiều quá là bị trừ rồi. 30.000 mỗi lượt, chúng ta kiếm được khá nhiều tiền rồi. Futile. Impossible. Unlikely. Ludicrous. Chạy sang đấy à? Tyrants of Naggaroth. Sorceress of the Dark Convent. Đánh vào đây cho. Tập trung hết lực lượng đánh vào đây. Cả con này nữa. Từ từ đừng chiếm bên dưới kia bọn. Cứ đánh lần lượt đi. Khâu ăn. Bọn này thì trâu nhỉ. Bọn này khá là trâu. Con tò ma. Vùng này chúng ta đang giải quyết dần dần, có vẻ là ổn rồi đấy. Corruption vùng này giảm dần rất nhiều. Ma cà rồng đang dần dần không còn giá trị. Tường thành lên. Xây cái tường thành vững chắc. Cho nó hết chạy. Đóng cho nó phát bùa vào mặt cho nó hết chạy. I trust no man. By the silver hammer. Wow. Đóng cho nó phát bùa vào mặt. Cho nó hết chạy. Yes. Four calls. Trận này thì nói chung là quá easy rồi, mình không cần phải đánh làm gì. Trận này nó chả có quân gì, toàn mấy con lính củi. Những trận nào quá khó thì mình sẽ đánh. Nó có cả tiếp viện. Có tiếp viện trong làng nữa. Ok. Easy thì thôi. Let us move. Rồi. Sigma compels us. Rồi, hồi quân đã.
I trust no man. À, đi tiến xuống đây nào. À. Hai lượt nữa. Hai lượt nữa. Vùng này sắp bị đốt cháy rồi. Đi đây. Thanh niên nào đây? Show me the accused. Speak. Sao đây làm gì? What have you to say? Seek out the heretic. What have you to say? That is not my thanh niên này. Who calls? I will not. I am ready. Are you? Mình phải nâng cấp cái vùng này lên nữa. Cứ xây cái tường thành đã. Làm gì thì làm, cứ có cái tường thành đã. Cho nó chắc cờ. Chống corruption là 2. Tăng public order là 3. Tường thành là 4. Rồi, những cái vùng mà đang bắt đầu xây dựng này thì chúng ta sẽ nâng cấp trước. Những vùng vừa mới chiếm được. Rồi, bây giờ đến toàn lãnh thổ. 16.000. Tiền mình khá nhiều, có lẽ mình sẽ thành lập một quân đoàn nữa ở đây. Thành lập thêm quân đoàn nữa. Và tướng level ở đây. Ồ, chỉ up kick vãi trưởng thế. 4 cái xe tăng đã. Trăm upkeep sợ vãi. 900 upkeep xe tăng. Ồ. Thế thì làm sao mà sống được cơ chứ. Rồi cái tạm thế đã. Đâu rồi. Cho mấy thằng này vào đây ạ. Yes, General. They'll be marching all right. I serve no master. The red wind blows. What brings you here? Great General, come to me. What do you require? Sigmar heals us! Sir? Thằng này sau này nó sẽ chiếm lốt Hell Pit và cái thành ở bên dưới này. Về căn bản thì đây là vùng này ổn rồi. Thằng này thì... toàn zombie. Now. Thành chưa đủ quân, gác đây xíu đã. Hai thành tiêu. Iron Rock chưa có tường thành. I refuse. Cũng mệt phết đấy chứ nhỉ. To the provinces. Quân đoàn này chưa thể rút đi ngay được. Rút đi bây giờ rất dễ có thể bị tấn công. Tạm ổn. Chúng ta sẽ lại tiếp tục. Chúng ta sẽ lại tiếp tục. Mình rất thích cái bọn Dark Elf này, nó có cái con tàu ma này. Con tàu ma này nó đúng thực sự là những trận đánh trên biển nó rất lợi thế. Đánh một một thì không bao giờ đối phương có cửa có thể thắng được nó. Đó, đó. Chính là con tàu ma đấy. À rồi. Đốt cái vùng này đi.
Rồi. Thằng Dark Elf nó có vẻ tiến khá tốt đấy. Sao nào nhiệm vụ chúng ta bây giờ Help Pit này thì ở bên trên phía bắc đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ chiếm đây. Scarven Blind nó là cái thành này, chúng ta khôi phục lúc nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến đây. Thằng này, thằng này cứ bóc đất mình. They will be judged. Report. Seek out the heretics. Oh, by the comet. Speak. Tools of judgment ready. I trust no man. Đánh cho nó không chạy được luôn, đứng tại chỗ luôn. I'll have your soul. Speak. What? Ulrich's will. On march. Quân vào này xong chưa? Vẫn còn một lượt nữa à? Lâu rồi nhỉ? À, nó định ám sát mình cơ. Không được à? Nó tướng cấp, à nó hero cấp 40 mà. Không dễ ăn được nó đâu. Không dễ ăn này. Gặp phải thằng Mark và dòng hỗ trợ rồi thì chẳng có gì là khó. The nation calls. So? Praise Sigma. To strengthen the empire. Đánh chiếm nốt cái thành này là xong. Vùng này phía bên cánh bên đó có vẻ nhanh hơn đúng không? Cánh này thì chúng ta chậm mất một chút là do thằng này nó phải mua quân. Lượt sau thôi là nó có quân rồi. Cái trên này thế nào? Rồi. Đắc ép. Dreadlord, awaiting command. I am the first sorceress. Chúng ta phải kiểm soát vùng này đúng không? À, mình nghĩ là mình cho nó tấn công các quân đoàn của đối phương thì hay hơn. Trên này nó còn rất nhiều quân đoàn nhưng mà chả hiểu nó làm cái gì. Hình như đây là thành của thằng chuột. Mặc kệ nó. Một thằng chuột nào đó. The righteous hammer of Sigma. Bring me to my men. Quân đoàn này giảm bớt lượng xe tăng nhỉ. They will be judged. Xây dựng. Xây dựng. Hết tiền. Hội đồng của chúng ta đã đầy đủ. Có lẽ mình chỉ để duy trì đến thế này. Nhiều quá thì cũng không cần. Có một quân đoàn này
xây cái nhà lính này. Yes. Chúng ta sẽ sửa tên của tướng và quân đoàn của chúng ta xem nào. Rồi ok. Ready. Quân đoàn này lượt sau thôi, qua lượt đã. 23.000 trận, chúng ta có 23.000 chẵn luôn. By the comet. No. I fear for your soul. Tự dưng có một cái đám quân gì nó nổi dậy mà nó lại đứng ở giữa đất của mình kia nhỉ? Chúng ta lại phải dẹp thôi. Jade Wizard. Who calls? Pháp sư vẫn còn chạy bộ kìa. Nói ít ra tậu cho nó con ngựa. Up tiếp gì mà 500 mấy thế này. Ôi ôi. Mấy thằng này mặn quá. Cho nó vào quân đoàn để nó giảm up tiếp xuống. Ma cà rồng đang bị đè rất nặng. Đi phá nhà mình đấy. Vẫn cứ bóc đất mình à? Mày... Ai cho mày chạy được thêm bước nào nữa mà... Mà mày đòi chạy. Nó cũng nhích từng bước một đấy chứ nhỉ? Vây thành mình ư? Mà nó nhiều rồng lắm. Không đùa được đâu. No. Ready. That's what we... Nó còn quân nữa đâu mà phải sợ. Mất máu rồi. Đi vào vùng đất đấy bị mất máu rồi. Seek out the heretics. Report. You summon me. Chạy sang đây là bị mất máu rồi cô. Bị mất máu mà lại không mua được quân. Phá tường thành của nó đánh cho nó dễ, nó nhanh. Hơi quá nhờ, cộng thêm Untitled đây. Chấm Corruption của này. Phá được một 75, tường thành 75%. Disagree with that. Thất bại à?
Show me the accused. Those gates will open. 75. Vẫn còn 5 cái tháp canh. Seek out the heretics. 40%. Who calls? This will bolster the nation. Một tên nữa mới đánh được. It is for the best. Vùng đất này bắt đầu tươi sáng trở lại rồi. Xây cái nhà lính như thế. Rồi. Raise Sigma. Lên cấp à? À, và cái này để giảm có upkeep xuống nha. Đây rồi. Yes, a sound plan. My Sigma's right. Tấn công vào đây. Wow. Được một viên đá, cộng 15% tốc độ hồi máu. Ngon. Xem tình hình như này nào. Thằng xương sẩu này vác toàn lính củi như thế này thì bắn cho nguyên bắn cho chết rồi. Gì đây? Sao đất anh làm gì đây? The instrument of Sigma's will. Sigma grant me strength. Chán sống mà em ơi. Chán sống mà. Cộng 2 leadership khi tấn công trên biển. Volkmar the Grim. À, chúng ta lại về đây. Chosen of Sigma. À. Ồ, lại có thêm tiền rồi. Nâng cái tường thành lên. It is time. My vows prevent me. Gairan whispers. Never. Never. It is time. A fool's action. Direct me. Tự dưng có một cái quân đoàn nó đứng, tự dưng nó chửi đâu ra. Thằng ma cà rồng. Dẹo đi. Thằng thằn lằn. Đặc ép. 2F thì không đủ tuổi để chiến đấu với mình. Blackrat Rye. Đâu đây? Đây à? Full chariot tool complete. Wow, mình có mua chariot nào đâu? Nó có nhầm không nhỉ? Mình đâu có mua chariot nào?
Show me the accused. Heretics! Yes? Very well. I will do this. I trust no man. Chà. Speak! Tools of judgment. Thêm một quân đoàn nữa đến à? Tốt. Ái da. Heo hút. What have you to say? Thằng này. Thằng lót chính của nó à? Ask another. So, I am innocent. It is time. Vào đấy mà ăn. Cease. I will not. À nhờ, thằng này mạnh đấy, nó thay tướng bằng thằng này bằng toàn rồng này. Mạnh thì cũng chết. To strengthen the empire. Sửa được tường thành tí nào chưa? They will be và thêm phá tiếp. What? No heretics will get in my way. Rồi. Who calls? No heretics will get in my way. Quả này không còn tường thành luôn à? Vỡ toàn bộ 0%. What? Đánh cho nó nhanh. Đánh cho nó nhanh. Now. Fight for our nation. Vỡ toàn bộ tường thành rồi mà. Đỡ mất thời gian rồi. Rồi, xây cái tháp canh lên. Rồi, công trình này là hợp lý. Vùng này ít công trình này thì không cần thiết phải xây cái này. Xây cái chấm corruption thôi. Rồi, chúng ta đã kiểm soát được dọc bờ biển này rồi. À, cho quân ra đây đóng à? Những quân cùi này thì làm ăn gì? By the comet, raise your weapons to war. Chúng khá đông và hung hãn đấy. Chúng khá đông và hung hãn đấy, nhưng toàn zombie thôi. Tỷ lệ thắng cao như vậy thì nó chết rồi. Những trận đánh quá đơn giản chúng ta sẽ giải quyết nhanh. What does the emperor bid? Toàn zombie này. Thêm một trận đánh nữa. Chết. Không mua quân ở đây à? Chống hai ô. Từ đã. Thành này ở đây nó cũng chả đánh được. Để mua thêm ít quân nữa. So. Rồi. No. Thằng Henrik Kimler đâu nhỉ? Chưa thấy đâu. I trust no man. Xem tình hình bên này nào. Đã ép làm việc đến đâu rồi? Khá hiệu quả. I forbid this. Nó cưỡi cái con gì trông kinh thế nhỉ? Mình có cái DLC này rồi nhưng mình chưa chơi. Chưa có thời gian để chơi mấy cái thằng xạo ướp này. I watch from the shadows. Marathi. Supreme Sorceress of Grant. Cựu binh gì đây mà nhìn trông lạ thế? King.
Trên này còn các quân đoàn thì kéo xuống đi. Diệt chúng nó. Còn nhiều quân như này phết mà không kéo xuống. Thành là thằng chuột à? Mother of the Dark Convent. Thành của chuột. Thành của chuột. Yes, son of Sigmar. No, sir. Let us forge our faith. Our paths have crossed. The nation calls. Yes. À, bắt đầu đi phá hoại nhà mình à? Cấp 41 cả. Ghê nhỉ. Nếu mình không chỉ huy từng đơn vị quân một của bọn đồng minh thì chúng nó sẽ đánh rất lung tung. Nó đánh cứ tản mát khắp nơi. Thành ra nó không hiệu quả. Nên là mình sẽ phải chỉ huy quân của đồng minh của nó đánh. Gì? À! Thanh niên này đẹp trai đã xuất hiện. À, nó kiểm soát được cái vùng này rồi. Nhưng mà quân thì chắc toàn quân cùi, mấy thằng ọc cùi. Mấy anh ọc cùi không sợ. Ready. A time to heal. Ô, sao lại còn tốn tiền thêm nữa nào? Get training. Who calls? Ô, cho vào quân đoàn nữa, tốn tiền thêm à? Drill. Yes. Healing. The trees tell me, but I shall pull them from the earth. The rites are spoken. Yes, my lord. Một quân. Thiếu một thằng nữa. Thiếu một thằng nữa là cái gì nhỉ? Có lẽ ba độ súng. Bán phá. What does the Emperor bid? Thế này đánh nhìn cho nó đẹp. Nhiều xe tăng quá nhìn nó chán.
Yes, I will stop them. Tools of judgment ready. Cướp bóc trên đất của mình. The Empire. Lại đâu chui ra cái thằng đồ bò này? Those are outside. We. Who calls? Report. Con tướng kia của nó đâu rồi? Chạy đi đằng nào vào? The Empire. Không đủ cấp để có thể ăn. Bà lốc tướng nó. I am the supreme patriarch. Mày thích đánh nhau này. Tỷ lệ thắng cao thì chúng ta giải quyết nhanh bọn này. No peace, just war. It is best to move. Được một cái gậy phép à? I am ready. Are you? Quên mất không cộng ở đây. Nhưng mà cũng có mất máu đâu nhỉ? The Empire. Quá nhanh. Chạy một tí được. Mất tí máu mà cũng không đáng kể mà. Mua quân à? Mua đi! Yes, moving off! Moving off! Seek out the heretics. Show me the accused. Moving off! Not in my name. The Empire. They will be judged. Who calls? Ready? Step to it. Is that where heretics lurk? Vùng này yên ổn chứ nhỉ? Chưa được, phải có cái này thì mới yên ổn được. Chắc phải tầm cộng 20 là do có quân đoàn ở đóng thôi. I will marshal the men. Trừ ngay, biết ngay. Let us move. Cho nó ổn định một xíu đã. To the provinces. Bánh sang đây. Chiếm đúng thành Karimi của mình. Chắc lần sau bọn ma cà rồng nó khắc xử chỗ này rồi. Mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Tường cấp 4. Chosen of Hecate. Now. Hag sorceress of Grand. Khử thằng này đi. Dreadlord, awaiting command. Who seeks me? Con tò ma này ở trên đây làm gì? Không đưa quân xuống giết hết bây giờ. Feel my power. Đứng ở trên đấy làm gì? Xuống đây đi em ơi. Ai ơi.
Bọn này cũng ghê chứ nhỉ. Mình chưa thể tiến được. Có con gác ở đây là ghê lắm. Rồng rắn vẫn còn nhiều. They will be judged. Nhưng mà không sao. Sơi mình nói người ta trong khi người ta còn chưa biết mình là mình xì. Thằng này tự sát tập thể à? Nó có 3 con rồng, nó ỉ nó có 3 con rồng. Rất nhiều kỵ... 1, 2, 3, 4, 4 con kỵ binh. Ỉ mày có rồng rắn này. Để nhìn thanh sức mạnh thì hắn đánh nhau chứ cu. Nhiệm vụ này nói chung là hy vọng là thằng Dark Elf nó sẽ giải quyết được cái thành Headstrat trên, còn cái thành bên dưới cùng mình sẽ xử lý. Sau khi mình xử lý xong cái phục châu phi này, mình sẽ chuyển sang bên đó mình xử lý nốt là chắc là xong thôi. Đơn giản rồi. Rồi đốt hết, không cho bọn ma cà rồng nó ở. Mấy anh Goblin này bắt đầu mò ra đất của mình. Mà toàn con cùi này thì làm ăn gì? Dọa gì tớ à? Con cùi này thì dọa nào được à? Dọa làm sao được ai? So, they'll be marching all right. To the provinces. Cleanse the empty field of faith. What? Cho nó vào tốn tiền thêm. I will marshal the men. What do you want of me? Sigmar's will. Praise Sigmar. What does the Emperor bid? Một lượt nữa là xong. Valiant Lord. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị thì các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn quan tâm đến các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Hồi tí máu đã. Hồi tí tiết canh đã. Ủa, cái thằng đồ bò chỗ này nó đi đâu rồi? Thằng này. Tools of judgment, speak. Mày.
làm loạn đây à? Never. Sao có lượt sau nữa, mấy lượt nữa là nó bị chết cháy ngay mà. Có sần giảm nó chết cháy ngay. Mình xây xong cái công trình này rồi. What does the Emperor bid?